Chào các bạn nhá. Đấy, bây giờ hôm nay mình sẽ đi ăn cơm trực với em Minh, xem anh sẽ làm món gì cho mình ăn nhá. Các bạn, đây là đoạn đường rẽ vào trong nhà em Minh đây. Xuống số 1. Đi ngày là nhà chỗ nào nhỉ em nhỉ? Ừ. À đúng rồi, cái nhà này. Ui, cảnh đêm. Chào mấy nha, đâu về đây em? Đi làm về thế ạ. Thế à? Ui, giờ đi làm về á? Đôi cái gì thật rơi vào chân bây giờ. Tưởng là đi học rồi. Mới đi làm về à? Đây các bạn ạ. À, ui. À, va đầu vào cái cửa thấp thấp này. Mấy em nấu này nấu nhiều thế? Một cái chất mang cho mẹ. À. Cái nấu ăn một tí rồi để mang cho mẹ ngoài nương gì. Nồi cơm này. Mà ông nói nồi cơm là hôm nay có canh gì không? Không. À thế à? Yeah. Không có canh gì. Ê đấy, các bạn ạ. Vừa đi làm về. Yeah. Mình cũng đã trải nghiệm bữa cơm trên nhà em Minh rồi các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thử trải nghiệm một lần nữa. Bởi vì lên đây thì cũng chả biết mua gì các bạn ạ. Nay ăn trực các bạn nhá. Bây giờ là đun nồi gì đây? Đun nồi nước thôi gì? Chờ cơm chín. À, các bạn ạ, hôm nay mình sẽ ăn cơm cùng em Anh. Đấy, một bữa cơm thường ngày của gia đình em ấy, thì hôm nay mình sẽ dự cơm nha các bạn nhé. Chỉ chắc là hôm nay trời mưa không lấy được rau nên là chỉ ăn đến băng ướt thôi, vì hôm nay mình đến khá là đột ngột, cũng không có thời nhiều thời gian đến thăm em, thì chắc chỉ là một chút thôi. Mình sẽ trải nghiệm cuộc sống thường ngày của em như đây. Nồi cơm đã chín rồi các bạn ạ. À, khói quá, vào trên này thì không chịu được khói đâu, nóng. Cơm gạo mới sao em? Hay là gạo cũ? Gạo mới ạ. Ừ. Dẻo thế. Các bạn ạ, hôm nay giờ mình sẽ trải nghiệm mâm cơm này các bạn nhá. Hôm nay lên nhà anh Minh ấy đãi cơm đấy. Với lại món... đây, em đây lấy măng ướt đây. Đấy, cái măng nào ngon ngon này em. Măng đấy là ngon nhất hả? Thế anh ngâm lâu cho em? Lâu rồi. À, đây. Cái đợt trước thầy lên có thấy đâu nhỉ? Thầy là lúc mà chuẩn bị làm tóc mới đi lại rừng về. À, chuẩn bị làm tóc này. Ê, ok. Được. Mới thế thôi à? Thế là đủ rồi à? Thầy là ăn. Thế à, đấy là đủ ăn rồi. Ok. À, ngồi xuống, mời các bạn dùng cơm với gia đình nhá. Hôm nay... có một món khoái khẩu thôi các bạn ạ. Cơm. Và cơm. Măng ớt. Mời các bạn nha. Rồi, ổn rồi. Giờ mình đặt máy rồi các bạn nha. Hiện tại bây giờ là mình sẽ thưởng thức món cơm với gia đình nha. Món thứ nhất là món cơm nhá. Nãy em vừa nấu này. Nấu khá là nhiều. Nhưng mà để cho mẹ sáng mai đi ăn trên nương. Hôm nay mình chỉ dành một ít phút... ngồi với em ăn nước ở siêu á. Ăn cơm với nước canh nhá, siêu phẩm với các bạn nhá. Ok, bây giờ ăn cơm thôi nhỉ. Thử cái cơm. Đây các bạn này, măng ớt nhá. À, ngon anh em ạ. Mà hơi mặn, lại cay.
vị rất là thơm. Nhưng mà ăn với cơm thì vừa đấy. Em mới bảo là đây các bạn nhá. Rót tí siêu nước này, nước canh này. Cái trong này là lá chè nhá các bạn nhá. Một hai cái lá chè nhá. Lên trên một mâm thì hình như là thường xuyên ăn ăn cái canh với như này đúng không em? Nấu rau. Nấu rau nhưng mà ví dụ không có canh thì ăn như này đúng không? Nào, mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm nhá. Mời em ăn cơm nhá. Mời em ăn cơm nhá. Cơm rất thơm bạn ạ. Mình sẽ chan nước canh các bạn ạ. Nước uống các bạn ạ, xem đây là chỗ này có cả chè các bạn ạ. Nước chè. Nước chè xanh các bạn ạ. Nước chè xanh. Ngon. Đúng rồi, đây hôm nay lên trời mưa các bạn ạ, em ấy không lấy được rau. Với lại mẹ đi nương nên là không ở nhà. Cơm đi. Ăn rồi được mấy bát? Ba bốn. Ăn rồi hai bát à? À đây, tiếp tục đây. Ba ăn cơm thử cùng với mình không? Lúc nào mình mong rằng là các bạn ạ, mình mong rằng là tất cả các anh em kênh YouTube ở trên tỉnh mình nha các bạn ơi, hãy đến nhà em mình xem cuộc sống của em mình nào, một số bạn có thể giúp được em mình một chút phần nào đó các bạn ạ. Thì hiện tại thì là em vẫn còn đi học, cũng nhiều lần là cũng bởi vì là mỗi mình mẹ ở nhà với lại em cũng là một lớn rồi. Nên là muốn ở mẹ cũng muốn giữ ở nhà đi lao động. Cũng nửa muốn đi học cũng nửa lao động. Nên là cũng khá là vất vả các bạn ạ. À các bạn ạ, cuối cùng mình ăn xong bát cơm các bạn nhá. Thì mình chỉ ăn được một bát thôi. Đấy. Cơm rất là ngon các bạn nhá. Thì ngày hôm nay lên thì cũng rất là bất ngờ nên một mình em anh ở nhà thôi. Mẹ thì cũng đi nương như lúc nãy mình đã nói đấy. Thì qua cái video này thì mình mong rằng là các chú các anh chị, các mạnh thường quân và các anh làm bên kênh YouTube như là anh Sa Trường Giang này, anh Tuệ này, Sumba Than này, đấy, bạn anh Tú Gái Bản này, trai bản một số kênh YouTube lớn thì chơi thân nhất với mình. Thì mong rằng là các bạn đấy sẽ lên nhà bận mình sẽ quay lại cái cảnh đấy mình sẽ chỉ địa chỉ cho thì là bạn ấy ở trên Trạm Tấu các bạn nhé, xã Bầu Trạm Tấu thì là mình sẽ chỉ cho thì đến thăm nhà em mình ở đây. Thì mình mong rằng là qua cái kênh đấy thì các bạn sẽ có sự tương tác lớn hơn mình, thì có một số mạnh thường quân sẽ trực tiếp giúp em ấy tốt hơn. Còn kênh của mình ít khi ra video lắm vì không có thời gian làm. Mình mong rằng là qua cái video này thì mong tất cả các chú các anh chị các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ được em ấy nhiều hơn. Còn mình thì chỉ giúp được cái nhỏ nhỏ đơn giản thôi. Còn những cuộc sống của em rất vất vả các bạn ạ. Đấy bữa cơm này các bạn này. Chỉ có thế này thôi, măng ớt. Hôm nay thì nước canh thì không có thì lấy tạm nước chè. Nhưng cũng khá là thú vị các bạn nhé. Thì cuối cùng thì mình cũng xin phép khép lại video. Tuy rằng em mình chưa ăn cơm xong đâu nhưng mà cũng xin phép là em mình chào khán giả một chút nào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau.